Đó là niềm tin của chúng ta. Chúng ta sẽ gặp nhau nơi quê cũ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cũng nghe cái câu rằng thương em, thương anh cũng được nữa. Thương anh, em cũng muốn vô, nhưng mà sợ chuông nhà hồ, sợ phá tâm gian. Không biết phá tâm gian nó như thế nào, nhưng có một cái bài thơ rất là hay của Tô Thủy Yên, Phá Tam Giang, và được phối nhạc qua nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Hôm nay sẽ được gửi đến quý vị qua một giọng ca cao vút nhưng mà truyền cảm, đó là ca sĩ Diễm Liên. Và sau đó Diễm Liên và ca sĩ Trần Thái Hòa sẽ tiếp tục gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy, Kỷ Vật Cho Em. Đây, ca sĩ Diễm Liên. Dạ, một lần nữa Diễm Liên xin lại kính chào quý khán thính giả của Dallas. Thưa quý vị, Diễm Liên cũng là một người Dallas và đi hát những chương trình Cảm Ơn Anh như thế này thì rất là lâu rồi, nhưng mà thật sự đây là lần đầu tiên hát được chương trình Cảm Ơn Anh tại Dallas. Diễm Liên rất mừng là thấy bà con tại my hometown vẫn là ủng hộ chương trình này thật là một cách là đầy đủ. Thật sự ra là đáng lẽ là bố của Diễm Liên, bố mẹ của Diễm Liên cũng sẽ có mặt ở đây, nhưng mà tiếc quá bố của Diễm Liên thì để vào nhà thương, cho nên bố rất là tiếc chứ chương trình này bố lúc nào cũng ủng hộ chương trình này cả. Mong quý vị có một chương trình ủng hộ, vẫn luôn ủng hộ chương trình Cảm Ơn Anh của các anh các chị, và để mà mình có một cái chút gì đó gửi cho các chú. Và sau đây mời quý vị nghe bài hát mang tên Chiều Trên Phá Tam Giang sau đây. Chiều trên phá Tam Giang, anh chợt nhớ em. Nhớ ôi niềm nhớ, ôi niềm nhớ. Mà quý vị nằm trong trái tim của quý vị rất lâu đúng không ạ? Cho Diễm Liên xin một tràng pháo tay cho ban nhạc của chúng ta. Cảm ơn. Trời đang nắng, em rời thư viện đi dòng trời. Hàng cây trời viền mồm lắng trôi, nghĩ tới ngày thi tương lai thức trắng. Căn phòng nhỏ cao ốc phố xanh, lại nghĩ tới anh, chợt nghĩ tới anh, nghĩ tới anh. Giờ này có thể trời đang mưa, em đi dưới hàng cây sướt mướt, nhìn bóng bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở vội. Giờ này em vào quán nước quen, nơi chúng ta hẹn hò, rồi bập bềnh buông tâm trí theo từng đợt tiếng lao xao.
giờ này thành phố chợt bùng lên, em dòng lệ bất giác chạy tuôn. Nghĩ đến một điều em không nghĩ, nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ. Tên một người đi giữa chiến tranh, lại nghĩ tới anh, rồi nghĩ tới anh, nghĩ tới và tam giang. Em chợt nhớ anh, nhớ ôi niềm nhớ, ôi niềm nhớ đến bất tận. Anh ơi, anh ơi, giờ này thương xá sắp đóng cửa, người lao công quét dọn hành lang. Giờ này thành phố chợt bừng lên, để rồi tắt nghi sớm. Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ giới nghiêm. Ôi Sài Gòn giờ giới nghiêm. Ôi em tôi Sài Gòn không buổi tối. Sài Gòn có thể trời đang nắng, thời thư viện đi dòng trời, hàng cây viền vòm trời len trôi. Nghĩ tới một ngày thì tương lai hút thôi, căn phòng nhỏ cao ốc vô danh. Chợt nghĩ tới anh, chợt nghĩ tới anh, nghĩ tới anh. Giờ này có thể trời đang mưa, em đi dưới hàng cây sương mưa, nhìn bóng bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở. Giờ này em vào quán nước quen, nơi chúng ta thường hẹn, rồi gặp bên buông tâm trí theo từng đợt tiếng lao xao. Sài Gòn thành phố chợt bừng lên, em dòng lệ bất giác chạy tuôn. Nghĩ đến một điều em không rõ, nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ. Đến một người đi giữa chiến tranh, lại nghĩ đến anh, chợt nghĩ đến anh, nghĩ tới nhau. Chiều trên phá tam giang, anh chợt nhớ em. Ôi niềm nhớ, ôi niềm nhớ. Và sau đây chắc là cho Diễm Liên giới thiệu một nhạc, một ca sĩ kế tiếp là một người bạn của Diễm Liên để ra song ca. Cho Diễm Liên, quý vị cho một tràng pháo tay thật là lớn cho nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Và chào quý vị, chào quý vị. Xin kính chào quý vị một lần nữa. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị đã đóng góp thật là nhiều cho chương trình lúc mà Trần Thái Hòa đi xuống đêm. You know what? This is my hometown. Đây là cái quê của Diễm Liên ở đây nè. Họ thấy quê Diễm ngon lành không? Vỗ tay to lắm đúng không quý vị ạ? Ta nói là thực sự 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 là th
Rồi mình vô đi ha. Giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Playme hay đứng cơ đồng xoài bình giá. Anh trở về hàng cây nghiêng ngả. Anh trở về có khi là hòm cũ cài hoa. Anh trở về trên chiếc băng đa, trên chiếc thang sơn màu tang trắng. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở về chiều hoàng trôn nắng, bông số buồn đến kín hồn anh. Anh trở về bờ tóc em xanh, chiếc khăn xô lên đầu vội vã em ơi. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Playme hay đứng cơ đồng xoài bình giá. Anh trở về hàng cây nghiêng ngả. Anh trở về có khi là hòm cũ cài hoa. Anh trở về trên chiếc băng ca, trên chiếc thang sơn màu tang trắng. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở lại đây kỷ vật viên đạn đồng đen. Em sang sông cho làm kỷ niệm. Anh trở về, anh trở về, có khi là bại tướng cụt chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyện trai đã. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Trở về chiều hoàng trôn nắng, bông số buồn lên kín hồn anh. Anh trở về bờ tóc em xanh, chiếc khăn xô lên đầu vội vã em ơi. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời,
xin trả lời. Mai mốt anh về. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Dành tràng pháo tay lớn nữa cho nam ca sĩ Trần Thái Hòa và Diễm Liên quý vị ơi. Cùng với tất cả quý vị, Sài Gòn thủ đô yêu dấu nước Nam tự do vừa được gửi gắm bởi hai tiếng hát rất mượt mà, như đưa chúng ta trở về nơi chốn cũ, và nơi đó vẫn còn mùi khói súng của chiến trận năm nào. Và những lá thư tình viết vội, tất cả chỉ còn trong ký ức của những người lính già xa quê hương mà lòng vẫn khắc khoải trông về nơi chốn cũ. Tình cờ đi ngang qua những chiến trận ngày nào, những chiếc nón sắt lặng yên bên đường, nơi những chú ển ương cứ ngụ, lại là nhớ về bạn bè đồng đội mà thân xác họ đã mãi thấm sâu dưới lòng đất mẹ Việt Nam. Những người kém may mắn hơn, họ trở về không còn nguyên vẹn như thời trai trẻ. Và mãi những người chia sẻ những nỗi khắc khoải, tâm tư tình cảm mà khi nói lên ai cũng cảm động, bởi vì họ đã mãi trở thành những người tàn phế cho cuộc đời còn lại. Trở về chiến trận không còn, nhà cửa cũng không còn, và những người đồng đội của họ thì vượt thoát sau biến cố đau thương trong hành trình tìm tự do. Những người đã gửi thân xác trong những trại tù cộng sản, những xác thân của những người mẹ Việt Nam lại nằm yên dưới lòng biển lạnh, và trong tiếng sóng biển rì rào đó vẫn còn những lời ầu ơ trong tâm thức của con khi lưu vong xa xứ. Thưa quý vị, sở dĩ anh Phạm Hợp và tất cả anh chị em tình nguyện viên và hội trưởng của hội HU cứu trợ thương phế binh Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa với sức lực còn lại vẫn muốn làm một việc gì trong tính cách nhân bản, để rồi tất cả những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa sẽ mãi rời khỏi thế gian này. Thời gian chờ đợi đã không còn nữa, sức họ đã mòn, và ao ước rằng tất cả quý khán thính giả, quý đồng hương cùng với anh em nghệ sĩ trong ngày hôm nay sẽ thắp lên một ngọn nến yêu thương, và ngọn nến đó sẽ cảm nhận được những người thương phế binh, họ không bị bỏ rơi, họ mãi là những người hùng và món nợ không đòi mà chúng ta có trách nhiệm phải trả. Thưa với tất cả quý khán thính giả, không chỉ tôi nhắc tên anh nơi trên dải giang sang hình chữ S, mà giờ ngồi nhớ đến màu phấn trắng của thầy, nơi viên phấn đặt xuống là móng cái, và nơi viên phấn dừng lại là đất mũi Cà Mau, vùng đất cuối cùng điểm cực nam của đất nước mến yêu. Mà tôi hát trên anh, tên anh vẫn được hát nơi xứ người như một lòng tri ân. Chúng tôi muốn mượn một tiếng hát mà ví như những cánh chim không mỏi, từ Âu sang Á, từ những trời Tây cũng vẫn đó. Tiếng hát mượt mà ngọt ngào, bao nhiêu năm tháng vẫn chuyên chở dòng nhạc tình và dòng nhạc với ý thức nhân bản của mọi thế hệ. Tôi hát tên anh giữa xứ người và qua dòng nhạc của nhạc sĩ Duy Linh. Ưu ái kính mời quý vị cùng với chúng tôi hân hoan chào đón phần trình diễn của nam ca sĩ Gia Huy. Xin cảm ơn quý vị. Sau khi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị trong đại hội Cảm ơn Anh tại Đà Lạt. Chúc tất cả quý vị một buổi chiều thật nhiều an lành. Giữa quê người
Xin viết những vần thơ về người thương binh phương Nam. Xin hát khúc hát ngợi ca về người đồng đội năm nào. Từ khi quê hương chinh chiến, anh lên đường theo tiếng núi sông, liều thân ra nơi quan tài, lấy màu đào tổ thắm xứ xanh. Từ thân chinh nhân hoàng phế, các anh người chiến sĩ vô danh trở về. Bao chiến tích liệt oanh còn hằn sâu trong hận mắt, trong bóng tối nghiệp oan gậy là kiếm trong giữa trời. Vòng xe lăn đồng cơ máu, tiếng hét khang hay tiếng thúc quân, làn y phai theo năm tháng, như huyết lệ giòn tay xót xa. Người thương binh đã mất nước vẫn âm thầm cây đắng hiên ngang làm người. Người thương binh Việt Nam non sông nợ người, người thương binh Việt Nam. Việt Nam giữa quê người tôi hát tên anh. Xin viết khúc tình ca về người thương binh phương Nam. Xin hát khúc hát ngợi ca về người đồng đội năm nào. Từ khi quê hương chinh chiến, anh lên đường theo tiếng núi sông, liều thân ra nơi quan tài, lấy mồ đào tổ thắm xứ xanh. Tù thân chinh nhân hoàng phế, các anh người chiến sĩ vô danh trở về. Bao chiến tích liệt oanh còn hằn sâu trong hốc mắt, trong bóng tối nghiệt oan gậy là kiếm trong giữa trời. Vòng xe lăn đồng cơ máu, tiếng hát khang thay khúc xuất quân, tàn phai theo bao năm tháng, như huyết lệ oan trai xót xa. Người quân mình đã mất nước vẫn âm thầm cay đắng hiên ngang làm người. Người thương binh Việt Nam non sông nợ người, người thương binh Việt Nam tổ quốc nhớ công ơi. Người thương binh Việt Nam chúng tôi vẫn nhớ người, người thương binh Việt Nam giữa quê người tôi hát tên anh. Người thương binh Việt Nam giữa quê người tôi hát tên anh. Tuyệt vời đúng không quý vị? Dành cho nam ca sĩ Gia Huy một tràng pháo tay lớn hơn nữa ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Gia Huy sẽ trở lại trong chút lát. Cảm ơn quý vị. Giữa quê người tôi hát tên anh, không phải chỉ ở những thế hệ cùng đồng sanh ra tử với những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và ngay cả những anh chị em nghệ sĩ trẻ vẫn như một tấm lòng tri ân và hãy nói lời yêu thương đó khi họ còn cảm nhận được một chút gì hạnh phúc trong cõi đời này. Thưa với tất cả quý vị và quý giáo dân, bây giờ Đỗ Thanh muốn giới thiệu đến với quý vị một người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một người lính trẻ nhất hôm nay, hạnh phúc nhất hôm nay và được quý vị yêu chuộng nhất hôm nay.
Kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Biển Mặn của cố ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua phần trình bày của cha chánh xứ Joseph Phạm Ngọc Minh. Dạ con kính chào cha. Dạ thưa quý vị, ngày hôm nay trước khi cha bước ra sân khấu là quý giáo dân và quý vị đã ủng hộ một bài cha hát là 1.000 Mỹ Kim rồi ạ. Dạ cha cần gì ạ? Dạ thưa quý vị, tại vì là một người lính trẻ nhất cho nên là phải nhìn chữ mới nhớ. Dạ để con khiêng cho cha. Rồi cha ra ngoài để con khiêng ra cha. Dạ. Anh tặng cái nón hả? Dạ. Dạ. Tôi biết thân phụ của cha trước đây là một chiến sĩ Việt Long Quân đã tử trận. Và hôm nay cha mặc quân phục chiếu cái nón. Tôi tình nguyện biếu cái nón cho cha để làm kỷ niệm. Trời, cảm ơn bác nhiều lắm. Phải như bác biếu luôn cái ví rồi đỡ. Dạ, cha về được chưa ạ? Hay giờ bây giờ cha muốn con quỳ xuống rồi con cầm nó cha ha? Cha để vậy. Dạ, xin quý vị dành cho cha chánh xứ một tràng pháo tay thật lớn ạ. Bom đạn tới bời còn nhọc nhằn dưới ruộng trên đường. Tôi thức từng đêm thâu màn em muối pha trong lòng. Mẹ làm mẹ trùng dương gào than từ bay trước gành sau. Tuổi đời qua mau gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi nên năm 21 tuổi tôi chưa vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Người yêu tôi mới quen mà tôi lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp tù. Vùng hoang vu bóng dừa bờ cát gầy gió lên từng chiều vàng nàng xoa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa lúc màu xanh biển mặn sắc mây. Bảo yêu anh em muốn truyền đôi mình như màu xanh biển tình trong mảnh sinh đất sinh. Tôi đến lại xa vắng đời tôi chiến trình lâu dài miệt mài đường trai vượt chuông dài che khuất biển xanh đẹp tựa trong tranh gót bùn
cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biển mặn trên môi. Kính thưa quý bạn trẻ em, bố tôi là lính biên đồng quân và tôi là hậu vệ của biên đồng quân. Xin ủng hộ cho tất cả những gì xảy ra trong đêm nay tại nhà đàn. Người yêu tôi mới quen mà thôi. Lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu, vùng hoang vu bóng dừa bờ cát gầy, gió lên từng chiều vàng, nàng xoa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây. Bảo yêu anh em muốn chuyển đôi mình như màu xanh biển tình, trong ngày trời xinh rất xinh. Tôi đến lại xa vắng đời tôi chiến trình lâu dài, miệt mài đường trai vượt xuống dài che khuất biển xanh, đẹp tựa trong tranh, gót buồn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biển mặn trên môi. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biển mặn trên môi. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biển mặn trên môi. Quý ông bà, anh chị em thấy là ca sĩ mà hát thì có cho tiền đúng không? Nhưng mà hôm nay là ca sĩ Ngọc Minh hát, đã có hai người cho 1.000 đồng rồi. Ok, vậy thì bây giờ nếu mà các anh chị thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa qua nhạc sĩ ca Minh hát, Ngọc Minh hát, thì xin bỏ tiền vô thêm cho cái hội. Hả? Xin quý vị tiếp tục em trợ. Dạ, xin cảm ơn cha. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ một giọng ca rất là hay, một giọng ca và một gương mặt rất là thanh tú, đó là ca sĩ Thanh Trúc sẽ gửi đến quý vị với nhạc phẩm Chờ Đông. Một lần nữa Thanh Trúc xin kính chào tất cả quý vị. Trước khi Thanh Trúc hát nhạc phẩm Chờ Đông thì có một tí xíu kể lại cho quý vị. Hồi nãy Thanh Trúc và quý anh chị em ngồi ở trong, nghệ sĩ ngồi ở trong phòng đó, thì thấy một chú đi vô mặc đồ lính thì ai cũng chào chú, chào chú. Chỉ có cái anh kia nói chào cha. Mọi người đều hú hồn luôn, tại vì mọi người nói trời ơi, nếu mà cha không mặc đồ thì bây giờ chúng con đâu cũng gọi bằng anh là chết rồi. Cho nên phải nhắn nhủ với cha là cha nên phải mặc cái cổ côn hoặc là mặc đồ đen cho chúng con không có nhầm lẫn. Và cha cũng rất là dễ thương. Trong khi ngồi nói chuyện với cha thì cha đã lấy một phong bì ra, một cọc tiền 50 đồng và cha lì xì. Mọi người nói ủa cha ơi, chứ có phải là Tết. Cha nói không sao hết, tại vì cha muốn lì xì cho các anh chị em nghệ sĩ vì đã có lòng đến đây để giúp cho quý
chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cho nên là cha đã cho, thì cũng có một số người đã gửi cái tiền đó vào trong hộp để gửi lại cho của cái quỹ ngày hôm nay. Thanh Trúc xin cảm tạ cha rất nhiều, cũng như là các anh chị em đã trả lại, đã bỏ lại cái tiền đó để giúp gây quỹ ngày hôm nay. Xin quý vị cho cha cũng như các anh chị em nghệ sĩ một tràng pháo tay thật lớn. Và sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chờ Đồng. Bên nhau.
hơn ca sĩ Thanh Trúc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Đức Tân với nhạc phẩm Kẻ ở miền xa. Cảm ơn cô. Nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Phương. Xin gửi đến quý vị Kẻ ở miền xa. Miền xa trời quen đất lạ, nhiều đông lắm hạ, nỗi tim đi qua thiếu bóng đàn bà, đời không dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm đời. Đôi bị thương đi nằm trên đất giặc trong hãi hùng, tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm, người nâng lính khổ viết bởi câu ca, vì tiền hay thiết tha. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu linh bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời quen đất hạ, chợt lên ý lạ nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đàn thấy tiếng nghe. Trường góp tiếng hậu phương, ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đàn thấy tiếng nghe. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đàn thấy. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, vì đó là niềm hạnh phúc nhất để chúng ta san sẻ những nỗi bất hạnh, những cảnh nghèo đói và cảnh màn trời chiếu đất của những người thương phế binh, cô nhi quả phụ tại quê nhà. Nhạc phẩm ý nghĩa này chúng tôi rất hân hạnh để kính mời quý vị cùng gặp gỡ lại tiếng hát của nam ca sĩ Gia Huy. Xin cảm ơn quý vị. Gia Huy xin gửi lời chào tất cả quý vị. Và quý vị ơi, nếu có yêu tôi, yêu các anh thương binh, quý vị hãy gọi vào số phone để chúng ta cùng đồng hành với đại hội Cảm ơn Anh kỳ này. Và bây giờ, nếu có yêu tôi, quý vị ơi, xin cho ban nhạc đứng từ hồi chiều đến giờ 5 tiếng đồng hồ trong một tay, một tràng pháo tay thật lớn quý vị ạ.
bây giờ. Từng tôi ngày mai, đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai, đến khi tôi phải ra đi. Tôi chẳng làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ. Đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi qua đời. Đừng đợi ngày mai, nếu tôi nằm im hơi. Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Dồn dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Dịu dàng một nỗi đau, ngậm ngùi một nỗi vui. Quý vị ơi, hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn đến những người thương binh Cộng hòa của chúng ta. Và cũng hãy đồng lòng cùng với ban tổ chức để chúng ta có một chốt tình tài gửi đến các thương binh Cộng hòa. Quý vị vỗ tay cho đều nhé quý vị ơi. Thank you. Nếu có thương tôi thì hãy thương tôi bây giờ. Được ai đến mắt tôi khép lại. Đừng đợi ngày mai, đến khi tôi nằm im hơi. Chốn sạc về đâu, chốn nào tựa nương. Nếu có yêu tôi thì hãy telephone bây giờ. Đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi qua đời. Đừng đợi ngày mai, đến khi tôi thành mây khói. Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười. Ôi ơi, rộn ràng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Dịu dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Dịu dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Dịu dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Rộn ràng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Dịu dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Quý vị nhớ nha, Đỗ Thanh ơi có thể đọc lại số phone. Nếu có yêu tôi, quý vị hãy telephone bây giờ ở khắp năm châu. Số điện thoại là 1-888-754-8899. Thì trong lúc này chắc có lẽ nam ca sĩ Gia Huy cũng sẽ đến tận nơi quý vị ngồi. Và chỉ cần chúng ta nhín đi một bữa ăn sáng là có thể làm sưởi ấm được biết bao nhiêu tâm hồn của những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà. Xin cảm ơn Gia Huy. Và bây giờ Gia Huy sẽ đi xuống. Và chúng ta còn bao nhiêu? Chúng ta còn một đồng cũng được nữa, bao nhiêu cũng được nữa. Hãy thương Gia Huy cũng như thương bạn Thầy Trúc để chúng ta còn có một chút tình tài đến với các anh thương binh một lần nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị tại Dallas Fort Worth. Chúng tôi sẽ được cảm ơn đến với The Vietnamese Senior Association ủng hộ 100 Mỹ Kim, Hoàng Nguyễn 20 Mỹ Kim, anh chị Kim Lê 100 Mỹ Kim, Hội Bình Định Dallas 200 Mỹ Kim, Hội Cảnh sát Dallas Forward, Lê Văn Hoang 100 Mỹ Kim, Võ Tuyết Nhung Nam California 100 Mỹ Kim, Đỗ Tuyết Phượng 100 Mỹ Kim, một vị ẩn danh 50 Mỹ Kim, một vị ẩn danh khác 45 Mỹ Kim, Đoàn Thiên Nga 50 Mỹ Kim, Ánh Nguyệt 50 Mỹ Kim, mỗi vị ẩn danh ủng hộ 160, 10 Mỹ Kim. Lần đầu tiên Gia Huy được ủng hộ 100 Mỹ Kim đầu tiên quý vị ơi. Phụng và Lợi 100 Mỹ Kim, Phan Thị Thủy 100 Mỹ Kim, Liên hội cựu chiến sĩ 200 Mỹ Kim, một vị ẩn danh 15 Mỹ Kim, một vị ẩn danh 50 Mỹ Kim, Leon 100 Mỹ Kim, Khoa Trương 100 Mỹ Kim, Trần Miên 100 Mỹ Kim, Võ Hằng ở Texas 100 Mỹ Kim. Và chúng tôi xin được cảm ơn đến tất cả quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, những buổi chiều nhạt nắng, những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa
đã lần mòn theo lối xưa tìm về với ký ức, mà một phần thân thể của họ đã để lại ở một nơi nào đó trên bốn vùng chiến thuật, tất cả phần tài chánh mà những người Việt yêu chuộng đôi tiếng tự do đã gửi về, như một phần nào đó xoa dịu những cơn đau từ tinh thần đến thể xác. Và rồi trong những năm tháng kế tiếp, những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa sẽ mãi nằm yên dưới lòng đất lạnh. Và rồi cái nhân đẹp để tạo nên một cái quả tốt cho đời sống nhân sinh này sẽ mãi còn với tất cả những người Việt xa quê. Ta nợ những người chiến binh bất hạnh, nợ kẻ phế nhân lê lết đầu đường, nợ những ân tình bao năm chiến đấu, nợ nỗi nhục nhằn dày xéo quê hương. Một chiến hữu thuyền nhân tị nạn cộng sản với bốn câu thơ trên đã gửi tặng 1.000 Mỹ Kim cho chương trình hôm nay. Và xin cảm ơn đến với Hội HO Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Cô Nhi Quả Phụ, ban tổ chức và quỹ đồng hương đã cho anh em nghệ sĩ có cơ hội như một mạch nước trở về thăm lại quê hương Việt Nam và những gì sau chiến tranh vẫn còn đó. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, kính mời quý vị cùng trở lại với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Anh Thư. Xin cảm ơn quý vị. Một lần nữa Hoàng xin gửi lời chào đến các cô bác và các anh chị. Và sau đây xin Hoàng Thư gửi đến tất cả quý vị về sáng tác của nghệ sĩ Anh Bằng bài hát với chủ đề Cõi Buồn. Mùa thu nơi đây buồn hơn mùa thu Sài Gòn nhiều. Nhìn thu đang bay không thiết tha giống Sài Gòn nhiều. Nơi đây rất buồn, rất buồn. Trời mưa nơi đây buồn hơn trời mưa Sài Gòn nhiều. Giọt mưa hắt hiu như nhắn ta nhớ Sài Gòn nhiều. Biết không anh, biết không anh, tuổi xanh xa biên khơi ta thấy thương tiếc Sài Gòn nhiều. Biết không anh, biết không anh, thời gian rất buồn, rất
vẫn buồn, vẫn buồn. Biết không anh, biết không anh, ở đây còn như vẫn buồn. Tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Anh Thư.